Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai vẫn là cuộc đối đầu giữa ông Trump và Joe Biden. Quý vị, trong suốt thời gian qua, tôi đã đưa tin rất nhiều về những cuộc thăm dò trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Trong đó thì cho thấy là ông Trump vẫn dẫn trước tất cả các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa với cái mức điểm quá xa. Và gần như ổng nắm tuyệt đối trong việc đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên thì tôi vẫn chưa đưa tin về cái cuộc thăm dò của đảng Dân Chủ với lại Joe Biden. Là bởi vì quý vị, các cuộc thăm dò thì quý vị ấy, nó nhiễu loạn tùm lum hết. Thì quý vị, trong tuần qua thì tờ Wall Street Journal, một tờ báo được xem là trung dung tại Hoa Kỳ, đã có cuộc thăm dò và cho thấy rõ ràng cái khối đảng Dân Chủ nhìn về Joe Biden như thế nào và khối đảng Cộng Hòa nhìn về ông Trump như thế nào, và nếu hai người đối đầu với nhau một đối một như thế nào, và nếu có một ứng cử viên thứ ba vào thì sẽ ra sao, thì tôi đã đưa tin. Tuy nhiên cái phần của Joe Biden tôi vẫn chưa đưa tin, thì ngày hôm nay tôi đã có cái bản thăm dò của tờ Wall Street Journal. Gần như Joe Biden đã banh xác trong đảng Dân Chủ, tôi gọi là banh xác luôn quý vị, bởi vì đảng Dân Chủ gần như là đa số cho rằng ông ta quá già, 73% cho là ông ta quá già trong cái vị trí là nhiệm kỳ thứ hai. Và điều này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cho Joe Biden. Trong khi đó thì ngược lại, đảng Cộng Hòa càng lúc khối phiếu ủng hộ cho ông Trump càng đông hơn. Tức là càng lúc quý vị thấy đảng Cộng Hòa càng có sự đoàn kết đứng sau lưng ông Trump. Còn đảng Dân Chủ thì càng lúc nó càng vỡ ra và nó ngán ngẩm với Joe Biden. Ok quý vị, chúng ta đi vào bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta mới đi vào phân tích xem là liệu kỳ này nếu một cách tôi gọi là nghiêm chỉnh mà đi ra đối đầu thì Joe Biden có thắng nổi hay không. Ok quý vị, tờ Wall Street Journal, đây là cái số mới nhất của họ. Biden, tuổi của Biden và vấn đề lo ngại về kinh tế đang gây nguy hiểm cho cuộc bầu cử năm 2024 dành cho Biden. Đó là cái cuộc thăm dò của Wall Street Journal đã đưa ra. Đa số người ta nghĩ rằng ông Joe Biden đã quá già khi mà tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai, và ông ta đã giải quyết vấn đề kinh tế một cách tệ hại và được xem là vấn đề quan trọng đối với cử tri. Theo một bản thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal cho ông già 80 tuổi đang nằm ở cương vị tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024, và vấn đề nhìn tiêu cực của Joe Biden về tuổi tác của ông ta và cái việc ông ta quản lý kinh tế đã giải thích tại sao chỉ có 39% cử tri là ủng hộ cho cái nhìn của ông ta. Trong khi đó, một câu hỏi khác thì 42% họ cho rằng là ông ta có thể giải quyết được công việc là tổng thống. Trong khi đó, 57% không đồng ý ông Joe Biden giải quyết cái vấn đề của quốc gia. Và trong đó, nếu mà có cuộc thăm dò thì đôi bên đã có một cái gọi là tương đồng với nhau. Với ông Trump thì là 46%, tức là cả Joe Biden, cả ông Trump là 46%, một bên là cựu tổng thống, một bên là cả tổng thống đương kim. Và cuộc thăm dò này cho thấy rằng đa số thách thức Joe Biden phải đối diện của cử tri trong việc mà tái tranh cử này, trong đó thì gần như sự suy yếu trong cử tri cho thấy là ông Trump đã có cái phần thiếu thiện cảm với ông Trump hơn so với Biden. Tuy nhiên thì đa số những người coi ông Trump là trong cái hành động của năm 2020 bị thua cuộc bầu cử và tìm cách gọi là ngăn chặn quốc hội bỏ phiếu trong cái vấn đề chiến thắng, thì họ, cái này là làm cho họ mất cảm tình với ông Trump. Và bây giờ ở đây là bên đảng Dân Chủ thôi nha các vị. Ở bên đảng Dân Chủ mà quý vị thấy cái cuộc thăm dò này của Joe Biden như thế nào, cái màu xanh đậm là approve mà màu xanh lợt là không đồng ý. Ok, thì vấn đề kinh tế quý vị không đồng ý tới 59%, còn đồng ý thì chỉ có 37%. Vấn đề gọi là giải quyết về vấn đề gọi là tạm lạm phát và chi phí cao thì vấn đề bất đồng với ông Joe Biden tới 63%, đồng ý ông ta chỉ có 34%. Vấn đề an ninh biên giới, ông ta chỉ được có 30%, trong khi đó thì 63% không đồng ý. Vấn đề gọi là cải thiện cái hạ tầng cơ sở thì ông ta được 45%. Còn bất đồng với ông ta thì 47%. Vấn đề mà gọi là đối phó với Trung Quốc, ông ta chỉ được có 34%. Và bất đồng với ông ta là 57%.
vấn đề mà tạo việc làm thì nó tương đương với nhau, 47-47, và vấn đề đối cuộc chiến của Ukraine thì có 42% đồng ý ông ta làm việc, và quý vị 52% không đồng ý. Đây là một trong những cái cuộc thăm dò với lại ông Joe Biden, và trong đó 73% cử tri nói rằng ông Joe Biden đã quá già cho cái nhiệm kỳ thứ hai, so với ông Trump thì chỉ có 47% nói rằng là ông già hơn thôi, ông 77 tuổi, còn ông Joe Biden là 80 tuổi. Thì gần như là 2 phần 3 đảng Dân Chủ nói rằng ông Joe Biden đã quá già để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai, và với 11 cái điểm này cho thấy là ông Joe Biden vẫn hơn ông Trump, vẫn hơn ông Joe Biden. 40% nói rằng Joe Biden gọi là tệ hại, trong khi đó ông Trump lại hơn ông Joe Biden tới 51%. Và bên cạnh đó quý vị, cuộc thăm dò giữa đôi bên thì quý vị thấy ở đây màu đỏ là của ông Trump, màu xanh là của Joe Biden. Thì quý vị, vấn đề gọi là quá già để mà ra tranh tổng thống thì ông Joe Biden tới 73%, trong khi ông Trump chỉ có 47%. Vấn đề gọi là có tinh thần làm việc thì ông Trump hơn ông Joe Biden là 46, ông Joe Biden chỉ được 36 thôi, tức là cái tinh thần làm việc cao. Và vậy gọi là quan tâm tới những người xung quanh thì ông Joe Biden được 43%, ông Trump được 43%, hơn một chút xíu thôi nghe vậy. Ông Trump vẫn 43 nhưng mà cao, ông Joe Biden được 42, ông Trump được 43, tức là cao hơn một điểm. Về vấn đề gọi là có cảm tình với công chúng thì Joe Biden được xem là có cảm tình với công chúng hơn, còn ông Trump thì ít hơn, là 38%. Vấn đề có tầm nhìn về tương lai thì Joe Biden chỉ được có 44%, ông Trump được 52%. Vấn đề được xem là mạnh mẽ trong cái vai trò tổng thống đó quý vị, tức là strong record đó, là trong vai trò một tổng thống đó thì Joe Biden chỉ được có 40%, ông Trump là được 51%. Và nếu mà nói là thích về cá nhân con người đó thì Joe Biden được hơn ông Trump là 48, với ông Trump đã được 21. Quý vị, đây là cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal cho thấy, và gần như là tờ báo này cho thấy là ông Joe Biden trong giai đoạn này, tức là chúng ta còn khoảng 13 tháng nữa, 14 tháng nữa là tới bầu cử rồi. Mà trong giai đoạn này, Joe Biden là một incumbent, tức là một tổng thống đương nhiệm. Ông Trump là former president, tức là cựu tổng thống. Nhưng bây giờ quý vị, nếu mà mức điểm của hai bên mà tờ Wall Street Journal vào tuần rồi đã đưa ra đó, nếu mà chỉ là một chọi một thì 46 trên 46. Mới giai đoạn này thôi nghe quý vị. Ok. Là nhưng mà ông Trump thì đang được Đảng Cộng hòa ủng hộ nên cái mức ổng đi lên như vậy. 46 trên 46 là như vậy. Nhưng mà khối cử tri đó độc lập đó thì họ có khuynh hướng ủng hộ cho ông Trump. Cho nên đó là cái 46 của ông Trump không dừng lại, ổng sẽ lên nữa. Ngược lại Joe Biden, Đảng Dân chủ 73% nói rằng ổng quá già và có sự chia rẽ trong Đảng Dân chủ. Do đó, cái mức điểm của Joe Biden sẽ đi xuống, tức là từ 46 46 đều nhau thì đi thêm một khoảng thời gian nữa nó sẽ có sự chênh lệch như vậy. Tại vì ông Trump càng có cáo trạng thì ông lại càng được thêm điểm, ông lại càng được thêm sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Và giống như tôi nói, Đảng Cộng Hòa đang dần 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 có sự đoàn kết lại đứng sau lưng của ông Trump trước những bản cáo trạng của Đảng Dân Chủ. Ngược lại, Joe Biden thì bây giờ bị phân hóa. Thứ nhất là tuổi tác của ông ta, thứ hai là cách giải quyết kinh tế của ông ta. Đây là hai vấn đề chính. Và cử tri của Đảng Dân Chủ họ quan tâm vấn đề của kinh tế, nền kinh tế họ cho rằng là tệ hại hơn. Và quý vị, ở trong cái bản tin này cho thấy là Đảng Dân Chủ cho thấy là bên phía của những cử tri Đảng Dân Chủ đó quý vị, là họ nói rằng là Joe Biden đã 58% nói rằng là tình trạng kinh tế của họ tệ hại hơn dưới thời Joe Biden. Chỉ có 28% nói rằng là đồng ý thôi quý vị. Đây là của Wall Street Journal quý vị. 58% cử tri nói rằng nền kinh tế đã trở nên tệ hại hơn trong vòng 2 năm qua. Chỉ có 28% nói là tốt hơn thôi. Thì quý vị, vấn đề kinh tế vẫn là cái vấn đề chính của cả cử tri Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Đây là vấn đề chính, vấn đề quan trọng nhất. Joe Biden bị phản đối tới 58%. Thì quý vị, rõ ràng về mặt kinh tế, ông Trump đã trội hơn Joe Biden rất nhiều. Ông đã làm cho nền kinh tế lụng bại của Hoa Kỳ trở thành mạnh mẽ trong thời gian ông cầm quyền, cho tới khi đại dịch bùng nổ. Quý vị còn nhớ 8 năm dưới thời Obama, nền kinh tế Hoa Kỳ không thoát nổi suy thoái. Không thoát nổi. 8 năm, từ 2009 cho tới năm 2017, cho tới khi ông Trump lên nắm quyền, ông thay đổi tất cả các chính sách. Ông lật đổ các chính sách của Obama, ông thúc đẩy về kinh tế rất mạnh. Đầu tiên hết là ông cho mở lại ống dẫn dầu Keystone Pipeline mà Obama đã đóng cửa từ cái thời của ông ta năm 2014. Thứ hai, ông Trump tiến hành giảm thuế từ 35% dành cho các cơ sở thương mại xuống còn 21%.
Và thứ ba, ông chỉ trích phía ngân hàng là đã có những cái thái độ khó khăn quá cho những công ty. Và cuối cùng quý vị, nhờ sự thúc đẩy này của ông Trump, tôi không nói vấn đề khác, nhờ sự thúc đẩy này của ông Trump thì nền kinh tế của Hoa Kỳ đã đạt tới mức đạt tới mức trên 3% GDP, và thất nghiệp tôi nhớ năm 2019 là xuống còn có 3.5%, lần đầu tiên thấp nhất trong 50 năm lịch sử của Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó quý vị, cái việc mà ông thúc đẩy cái cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc đã đem lại cái lợi cho người dân Hoa Kỳ là mức sản xuất tại Hoa Kỳ tăng hơn so với 8 năm dưới thời Obama. Quý vị, so với 8 năm dưới thời Obama, mức sản xuất tại Hoa Kỳ giảm đi và hầu hết Hoa Kỳ phải nhập cản từ nước ngoài. Ngược lại dưới thời của ông Trump, ông thúc đẩy việc sản xuất với cái chủ trương là American First mà. Ông thúc đẩy sản xuất này khiến cho cái mức sản xuất tại Hoa Kỳ tăng ngược trở lại, và nhờ đó tổng sản lượng nội địa mới lên tới 3%. Bây giờ dưới thời Joe Biden thì tổng sản lượng nội địa bây giờ rớt xuống còn 2.1%. Sau 3 năm Joe Biden cầm quyền. Do đó về mặt kinh tế, rõ ràng ông Trump có một cái tư thế lãnh đạo về kinh tế tốt hơn Joe Biden. Và cái này các cử tri đều xác nhận. Ok. Và thứ hai, họ nói rằng ai mạnh mẽ hơn trong cái quyền tổng thống thì họ đều khẳng định ông Trump. Ông Trump là người có cái quyết định mạnh mẽ trong cái vấn đề tổng thống đây quý vị. Đây là cái thăm dò, tôi đi từng bước một cho quý vị thấy là có những cái record, tức là có những cái kỷ lục mà mạnh mẽ trong vai trò của một tổng thống, thì ông Trump được tới bao nhiêu? 51%, Joe Biden chỉ được có 40% thôi. Quý vị, đây là cái mà dân chúng Hoa Kỳ và cử tri quan tâm. Họ cần một tổng thống mạnh mẽ để mà chấn chỉnh kỷ cương quốc gia và thúc đẩy quyền lợi của Hoa Kỳ ở trên cộng đồng quốc tế. Joe Biden không có cửa bằng ông Trump cho tới giờ phút này. Sau 3 năm họ cảm thấy họ nhận được cái tín hiệu này, tức là họ nhận được Joe Biden không đủ khả năng đối ngoại so với ông Trump. Và về kinh tế thì lại càng thua ông Trump nữa. Ok quý vị, và kế tiếp quý vị, tuổi tác ông Trump 77, Joe Biden là 80, cách nhau có 3 năm thôi. Nhưng mà tới 73% cử tri của Đảng Dân Chủ cho rằng ông ta quá già. Ok quý vị, 73% nói rằng là too old to run for president, trong khi đó ông Trump chỉ có nhiêu? 47% thôi. Tức là cách nhau có 3 tuổi thôi, 77-80. Thì quý vị, nhiều khi bạn bè với tôi mà cách nhau 3 tuổi vẫn mày tao như thường mà. Không nhiều. Nhưng mà tới 77% họ nói là Joe Biden quá già. Trong khi chỉ có 47% nói là ông Trump lớn tuổi rồi, già rồi. Thì quý vị, những điểm này cho thấy là gì? Là nếu quý vị nhìn về công việc của một tổng thống, Joe Biden không có cửa hơn ông Trump. Nhưng nếu nhìn về cá nhân thì Joe Biden lại biết cách đóng kịch hơn, biết cách xã giao hơn, tại vì ông ta làm chính trị lâu năm rồi. Ông ta làm chính trị từ năm ông ta 20 mấy tuổi rồi quý vị. 29 tuổi là ông ta đắc cử thượng nghị sĩ mà. Do đó cái kinh nghiệm chiến trường, cái kinh nghiệm chính trường và cái cách mà gọi là đối xử với những người bên ngoài, ông ta vẫn được chiếm cái vị thế cao hơn so với ông Trump. Ông Trump thì ông không làm chính trị cho tới năm 2015. Ông mới bắt đầu thúc đẩy cái cuộc ra tranh cử. Chứ trước đó ông đâu có biết gì về chính trị đâu. Và thứ hai, ông là một thương gia. Ông là một thương gia. Và quý vị, do đó ông Trump không có biết cái cách đối nhân xử thế của ông Trump là theo qua cái tính cách của một thương gia. Nó không có chuyên nghiệp giống như Joe Biden, do đó cái điểm của ông Trump không bằng Joe Biden ở chỗ này là ông Trump thật bụng hơn. Ông nói bọc và hụt tẹt ra hết tất cả những điều mà người ta không thích. Joe Biden thì biết che đậy bằng ngôn ngữ. Do đó về phần con người thì Joe Biden có được cái thiện cảm của nhiều người hơn so với ông Trump. Nhưng quý vị, cuối cùng người dân Mỹ không đánh giá vào cá nhân. Họ đánh giá vào cái chính sách. Họ đánh giá vào cái chiến lược, cái chủ trương làm sao có thể cho họ có cuộc sống tốt hơn. Thì điểm này Joe Biden lại không bằng ông Trump. Nếu về nói về chiến lược, nói về đối ngoại, nói về đối nội, thì quý vị, Joe Biden không chơi lại ông Trump. Do đó,
cái mức điểm bây giờ 46-46 là đôi bên đồng nhau, nhưng mà thời gian tới mức điểm của ông Trump có tiềm năng đi lên, còn Joe Biden lại bị đi xuống. Điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là nếu không có ứng cử viên thứ ba, nhưng nếu có ứng cử viên thứ ba thì Joe Biden thua. Ông Trump 40, Joe Biden 39 và ứng cử viên thứ ba được 3%, 7% còn lại là chưa quyết định. Đó là cái bản báo cáo thăm dò của Wall Street Journal. Điều này có nghĩa là gì quý vị? Cái tiềm năng ứng cử viên thứ ba rất nhiều. Tại vì đảng No Labor đã tuyên bố, nếu đây là cuộc tái đấu giữa Donald Trump và Joe Biden, họ chắc chắn sẽ đưa một ứng cử viên ra tranh cử. Thì quý vị, coi như là Joe Biden nắm chắc phần thua rồi. Nếu cuộc tranh cử này diễn ra theo cái lộ trình bây giờ, đương nhiên nhiều khán giả sẽ đánh câu hỏi về cái vấn đề tính chất minh bạch. Thì quý vị, tính chất minh bạch tôi đã giải thích rất nhiều lần. Chúng ta đã bắt đầu điều chỉnh từ năm 2020 tới bây giờ. Và bằng chứng là phía Hạ viện Cộng hòa nắm lại là nhờ sự điều chỉnh trong cái vấn đề gọi là thiếu minh bạch trong cuộc bầu cử. Do đó, cái vấn đề thiếu minh bạch này nó không trở thành một cái yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2024. Mà cái yếu tố quan trọng nhất là pháp lý. Tức là đảng Dân Chủ đang tìm đủ mọi lý do để dựa vào cái tu chính đáng số 14 chương thứ 3 để loại trừ ông Trump. Nhưng họ càng làm thì quý vị, nó lại càng lỏng. Tại vì không cách nào nối kết những cái chuyện ông Trump nói chuyện trở thành một cái bằng chứng là có sự nổi loạn cả. Quý vị, do đó rất là hiếm, và bây giờ ít nhất 3 tiểu bang đã gạt bỏ cái vấn đề gọi là đòi xóa tên ông Trump ra khỏi phiếu bầu. Và 3 tiểu bang này thì ngoại trừ cái tiểu bang Florida là tiểu bang đã biến thành màu đỏ, 2 tiểu bang còn lại New Hampshire và Arizona là những tiểu bang chiến lược. Và quý vị, đặc biệt ngày hôm nay thì một trong những cựu cố vấn của cố tổng thống Ronald Reagan và là một người đã khuyến khích Ron DeSantis ra tranh cử và là người thúc giục Ron DeSantis ra tranh cử là Ron Lynn, thì nhân vật này đã lên tiếng khẳng định không ai đánh bại được Donald Trump hết ở trong đảng Cộng Hòa. Thì quý vị thấy là rõ ràng cái mức điểm của ông Trump càng lúc càng tăng chứ không có giảm. Đây quý vị, Ed Rawlings, không ai có thể đánh bại được Tổng thống Trump. Đó là lời khẳng định mà cánh cửa dành cho hy vọng đánh bại Donald Trump đã đóng lại. Đó là lời phát biểu của một người đã từng lên tiếng ủng hộ cho Ron DeSantis đã phải thừa nhận với đài truyền hình Newsmax. Không ai trong đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ có thể đánh bại được Tổng thống Trump. Đó là Ed Rawlings, là cựu cố vấn của cố Tổng thống Ronald Reagan đã lên tiếng như trên. Ông ta càng mạnh và có một cái nền tảng rất vững chắc và càng mạnh hơn khi mà ông ta đang có những cái cuộc, những cái cáo trạng và có tới 91 cái cáo trạng rõ ràng là một sự trắng trợn. Đó là lời phát biểu của ông ta. Và ông nói rằng cho tới giờ phút này, bên đảng Cộng Hòa không ai đủ khả năng đánh bại Donald Trump. Thì quý vị, ông là người đã khuyến khích Ron DeSantis ra tranh cử tổng thống và ông là người ủng hộ cho Ron DeSantis. Nhưng tới bây giờ ông phải thú nhận bên đảng Cộng Hòa không ai gọi là có thể đánh bại được Donald Trump. Lý do? Lý do là bởi vì tất cả các thành viên của đảng Cộng Hòa, ngoại trừ những người ra để phá ông Trump đó như là Chris Christie, hay là ông Hutchinson, họ ra để chia phiếu của ông Trump thôi. Mục đích của họ là chia phiếu của ông Trump thôi. Thì ngoại trừ 2 người này ra đó quý vị, tất cả những người còn lại đều ủng hộ cho ông Trump, kể cả Mike Pence. Quý vị còn nhớ cái hôm mà tranh luận không? Cái hôm mà lên tiếng tranh luận của đảng Hòa lần đầu tiên ở Wisconsin, ở Milwaukee. Khi mà cái người điều khiển chương trình hỏi, nếu như ông Trump bị kết tội, ở đây quý vị, ai sẽ là người bỏ phiếu cho ông Trump? Thì trừ có Chris Christie với Art Hutchinson là 2 người ra thôi. Những người còn lại đồng loạt giơ tay hết. Là kể cả Mike Pence cũng ủng hộ luôn. Thì quý vị, có nghĩa là gì? Với cá tánh của ông Trump, tấn công hết người này tới người khác. Ngay cả Ron DeSantis, ông cũng chỉ trích luôn. Mike Pence thì tôi không nói rồi. Và những người khác, ông cũng chỉ trích luôn. Nhưng tại sao họ vẫn đồng ý bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông bị kết tội? Là bởi vì một điểm duy nhất, chính sách của ông đứng đắn. Người ta có thể không thích cá nhân của ông Trump, nhưng người ta ủng hộ mạnh mẽ cho chính sách của ông. 8 người còn lại đều đi theo chính sách của ông hết.
8 người còn lại đều đi theo cái chính sách hiện nay của ông hết. Mà trong đó là cái người mạnh nhất là Ron DeSantis, không những đi theo mà còn đi mạnh nữa, tức là Ron DeSantis đẩy mạnh cái chủ trương chống lại chủ nghĩa xã hội và cộng sản. Và chống lại cái tư tưởng khuynh tả của giới đồng tính, tức là chuyển giới tính. Ron DeSantis rất mạnh trong vấn đề này, ông đối đầu luôn với công ty Disney mà. Chỉ vì Disney ủng hộ cho cái chủ trương truyền bá tư tưởng đồng tính vào học đường, là Ron DeSantis vuốt ngay một cái luật trận ngay tại chỗ và đánh Disney má nhận không ra luôn. Ron DeSantis rất mạnh trong cái việc mà chống đối về những cái tư tưởng khuynh tả và cộng sản. Nhưng mà cuối cùng quý vị, nó vẫn xuất phát từ ông Trump. Ông Trump là người đầu tiên trong cái giới bảo thủ ra tranh cử tổng thống mà lên tiếng đả kích xã hội chủ nghĩa, tức là socialism. Rồi từ lúc mà ổng đả kích xã hội chủ nghĩa cho tới bây giờ, ổng nhìn ra được cái xã hội chủ nghĩa này là một thứ bánh vẽ của chủ nghĩa cộng sản. Ổng lên tiếng, ổng chỉ trích, và quý vị thấy bất kỳ một lời tuyên bố nào của ổng đều gọi những cái đám tấn công ổng là đám phát xít và đám Marxist, tức là đám cộng sản. Có nghĩa là ông Trump, ổng là cái người thúc đẩy cái chủ trương chống cộng sản ngay từ lúc ổng tranh cử năm 2016 rồi. Đó là tôi nói về về ý thức hệ thôi. Và về vấn đề gọi là chấn chỉnh kỷ cương quốc gia, ổng chấn chỉnh rất rõ ràng. Đóng cửa biên giới, củng cố lực lượng công lực để dẹp tất cả tội phạm. Và quý vị còn nhớ 2017-2018 là cái thời gian mà ổng tuyên bố là ổng sẽ shut down cái đám băng đảng có tới 80.000 thành viên là MS-13, tức là MS-13 đó. Băng đảng này nó khống chế cả một cái khu vực ở phía đông bắc và phía tây, và phía tây nam của Hoa Kỳ. Tây nam tức là Los Angeles và phía đông bắc tức là New York, chạy dài tới tới Florida. Băng đảng MS-13 này xuất phát từ Trung Mỹ và Nam Mỹ, ở Colombia, ở Mexico và ở một số quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nó có tới 80.000 thành viên. Thì quý vị, ông Trump là người tuyên bố dập tắt băng đảng này bằng mọi giá. Và quý vị, ông trấn áp tội phạm ngộp thở để mà gìn giữ cái an toàn cho các cộng đồng. Cho tới khi xảy ra cái vụ của George Floyd là cái mùa hè năm 2020. Thì đám dân chủ và kể cả cái nhóm mà bị chuyên môn khai thác băng đảng đó là nhóm Black Lives Matter đó, là nó bung ra, nó quậy tưng bừng hết luôn quý vị. Nếu mà nói về chính sách của ông Trump đối nội lẫn đối ngoại, người Mỹ, kể cả bên đảng Dân Chủ, họ vẫn tin ông Trump hơn. Tôi nói là kể cả bên đảng Dân Chủ, họ vẫn tin ổng là một ông tổng thống mạnh mẽ. Họ vẫn tin cái chính sách của ổng đem lại sự thịnh vượng cho nước Mỹ. Và nó đã được chứng minh ít nhất 4 năm dưới thời của ổng, ngoại trừ cái năm bị đại dịch ra thì chịu thôi. Quý vị, tại vì trước khi đại dịch, lúc năm 2019, quý vị còn nhớ, lúc đó là gần như là nền kinh tế Hoa Kỳ lần đầu tiên bò lên cái mức tổng số GDP mà lên tới 3%. Chưa bao giờ có từ sau cái thời Bush con nhiệm kỳ 2 cho tới hết cái nhiệm kỳ của Obama. Nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ ở mức 2 chấm mấy. Rồi dưới thời Obama nó còn rớt dưới 1.9 nữa. Ông Trump là người đẩy mạnh cái GDP lên 300, hơn 3%. Là bởi vì ông thúc đẩy cái việc sản xuất tại Hoa Kỳ. Cho tới đại dịch thì ông đẩy mạnh hơn nữa. Ông buộc tất cả các công ty phải sản xuất tại Hoa Kỳ. Do đó quý vị, trong cái mùa đại dịch, tất cả đều bị phong tỏa, đều bị đóng cửa. Nhưng nền kinh tế Hoa Kỳ không bị trì trệ, không bị suy thoái. Trong lúc bị đóng cửa vì đại dịch suốt năm 2020 đó. Nhưng mà qua tới năm 2021, khi chúng ta đã có được vaccine, tức là cuối trào của ông Trump đã có vaccine rồi. Ông Trump là người đẩy mạnh cái vấn đề này. Và đến thời Joe Biden đã có vaccine rồi. Mà cuối cùng, quý vị thấy kinh tế, nguyên năm 2022, lạm phát lên tới 9.1%. Từ phân lời zero, bây giờ lên tới gần 6%. 5.75%. Để cứu vãn cái tình kinh tế không bị lạm phát. Nhờ cái phân lời nó tăng lên tới mức này, nó mới giảm được lạm phát bây giờ ở mức 3.1%. Nhưng mà quý vị, nếu không giảm phân lời, liệu lạm phát có giảm không? Và bây giờ đang chuẩn bị bùng nổ trở lại đây.
Joe Biden chỉ dựa vào cái việc giảm phân lời để mà tăng phân lời để giảm lạm phát. Joe Biden có thúc đẩy được kinh tế đâu. Ông ta bám theo năng lượng xanh, làm cho nhiều người mất job hơn nữa. Nhiều người mất job hơn nữa. Và ông ta kiss ass cái đám union, đòi hỏi quyền lợi đình công khắp nơi. Sắp sửa tới đình công với lại General Ford nè. Sắp sửa đình công với lại một số những công ty công nghiệp của Hoa Kỳ nè. Và bây giờ quý vị đang thấy đám Hollywood đang đình công đó. Và trước đó nữa thì là UPS, tức là cái hệ thống bưu điện, là ông ta đẩy mạnh cái quyền lợi công nhân. Thì quý vị, các công ty mà bây giờ tăng quyền lợi công nhân thì nó phải giảm đi cái lợi nhuận. Và khi giảm đi lợi nhuận, họ phải cắt bỏ tất cả những thứ khác. Thì quý vị, cuối cùng nền kinh tế bị rớt xuống. Bây giờ bởi vì người ta đang sợ là lạm phát bùng nổ trở lại. Trong khi dưới thời của ông Trump, quý vị, lạm phát là 2%. Trong khi phân lời của nhà băng là zero. Zero. Bây giờ là 5.7%. Nếu mà quý vị đi vay tiền mua nhà bây giờ là từ 7 chấm mấy cho tới 10 chấm. Tức là 7% tới 10%. Trong khi đó quý vị, dưới thời ông Trump là zero. Cho thấy rằng là về kinh tế, ông Trump có những cái chính sách tốt hơn. Do đó tại sao mà bây giờ quý vị thấy là gì? Khối phiếu của Đảng Dân Chủ nó vẫn duy trì với lại Joe Biden. Do đó ông được 46. Nhưng mà đi thêm thời gian nữa, và nhất là lạm phát bùng nổ trở lại và giá năng lượng mà tăng lên trở lại, thì đám Dân Chủ nó tuột xuống như vậy nè. Đám ủng hộ của Đảng Dân Chủ nó tuột xuống như vậy. Cộng thêm cái tuổi của ông nữa, nó tuột xuống như vậy nè. Trong khi ông Trump 76%. Nhưng mà những bản cáo trạng đang nhắm vào ông Trump, nó đang kích thích cái khối ủng hộ ông Trump lên cao hơn. Không những là bên Đảng Cộng Hòa bắt đầu tất lại, mà khối phiếu độc lập cũng đang nhắm vào ông Trump. Họ tin ông Trump hơn. Khối phiếu độc lập về quản trị quốc gia, họ tin ông Trump hơn. Do đó, nếu mà chúng ta phân tích theo cái chiều hướng này, tôi bỏ ngoài những cái yếu tố về chính trị. Những cái yếu tố về chính trị, tức là đấm đá chính trị đó. Thì quý vị, ông Trump hơn Joe Biden. Thứ nhất, tuổi ổng 77, ông kia 80. 47% cho rằng ông Trump già, nhưng 73% cho rằng Joe Biden quá già. Khi điểm tới vấn đề gọi là mạnh mẽ, ông Trump hơn. Tổng thống nào mạnh mẽ hơn? Ông Trump hơn. Và khi hỏi rằng là giữa hai người, ông Trump và Joe Biden, thì cái mức mà gọi là ủng hộ ông Trump về các chính sách thì cao hơn Joe Biden. Những điểm mà ông Trump thấp hơn Joe Biden là về con người, không phải về chính sách. Những điểm về chính sách điều hành của ngoại quốc gia, ông Trump hơn hết. Do đó quý vị, nếu là một cử tri bình tĩnh, họ duyệt hết tất cả những cái này, họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Không phải vì có cảm tình với ông Trump, hay không phải vì nhưng mà cái chính sách của ông đứng đắn. Chính vì vậy mà những thành viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử đó, họ đều đi theo cái chính sách này của ông. Thì bây giờ mình chọn người chính chủ chứ đâu chọn bản sao làm gì? Từ Nikki Haley, Ramaswamy cho tới Ron DeSantis đều đi theo chính sách của ông Trump hết. Do đó thì người ta chọn chính chủ là người đẻ ra chính sách đó, chứ người ta đâu chọn mấy bản sao. Do đó cái mức ủng hộ của ông Trump càng lúc càng cao. Và cái mức mà ủng hộ Joe Biden thì càng lúc càng tụt. Do đó quý vị, còn 14 tháng nữa. Nhưng mà với cái xu thế này, thì tôi tin rằng là nước Mỹ sẽ có sự thay đổi. Và không phải lần này Đảng Cộng Hòa nhắm chỉ có một cái ghế hành pháp. Họ nhắm vào Thượng viện luôn. Và lần này có nhiều cái chain lớn, Đảng Cộng Hòa nắm luôn Thượng viện. Đảng Cộng Hòa nắm luôn Thượng viện. Và điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho cái chính sách ít nhất là 2-3 thập niên sắp tới của Hoa Kỳ. Chúng ta cần một tổng thống cứng rắn, trấn áp những chế độ độc tài toàn trị để tránh một cuộc đại thế chiến. Và chúng ta cần một vị tổng thống mạnh mẽ về kinh tế để có thể cùng nhau thịnh vượng với những quốc gia đồng minh và đối tác. Joe Biden không phải là nhân tuyển này. Joe Biden chỉ đi về xã hội và môi trường. Và chính sách của ông ta bây giờ tập trung vào môi trường. Điều này ông ta sẽ bị rớt phiếu. Và điều này
người dân Mỹ sẽ chọn lựa. Họ chọn lựa đi về môi trường hay họ chọn lựa trả mỗi cái hóa đơn hàng tháng. Quý vị tự suy nghĩ lấy thì sẽ biết là kỳ này dân Mỹ sẽ chọn ai. Khối phiếu dân chủ đang tụt, khối phiếu Cộng hòa đang lên, khối phiếu độc lập nghiêng về phía ông Trump. Quý vị tự suy nghĩ và tự cho mình cái bình luận riêng và cái nhận định riêng của quý vị. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.